Tiếp theo, mọi người muốn mua hàng từ tôi. Bằng việc cứ lặp đi lặp lại. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Tôi biết rằng mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Giống như mình cứ ngồi mình đọc kinh à. Nhưng mà đây là kinh bán hàng à. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. 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 Cái điều mà kết hợp ở đây đó là ngôn ngữ. Mọi người muốn mua hàng từ tôi chưa đủ. Điều tiếp theo chúng ta phải làm là kết hợp nó với âm giọng. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. 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 Nhưng mà chưa được. Nó phải kết hợp với ngôn ngữ cơ thể. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Và kết hợp như vậy. Hãy cho chàng vỗ tay. Ôi. Điều này sẽ làm thay đổi niềm tin của bạn. Phương pháp mà tôi vừa rồi hướng dẫn các anh chị học từ thầy, người thầy lớn tôi. Nó có tên gọi là incantation. Các anh chị sẽ không tìm được từ khóa này ở trên mạng internet. Bởi vì đây là từ khóa riêng của ông ấy. Ông ấy ông tên là ông Tony. Từ này nó kết hợp của ngôn ngữ. Ngôn ngữ. Ngôn từ. Ngôn từ. Ngôn từ này 100% nằm ở thể đơn giản hiện tại. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Đơn giản ngôn từ. Thứ hai, nó có âm điệu. Âm điệu. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Và thứ ba, nó kết hợp với trạng thái cơ thể, physical, trạng thái của cơ thể. Các anh chị cũng sẽ tìm thấy trong đoạn audio, trong đoạn video của ông T. Harbaker. Ông ấy dùng cái phương pháp tên gọi là VAK. Ông ấy sẽ làm thế này. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi bằng quái tai. Hoặc là mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Đây là phương pháp của ông T. Harbaker. T. Harbaker đã gọi là affirmation. Nhìn vào ngón tay, xoay số 8 và đọc. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Và xoay số 8 này, cứ xoay như này cho đến khi nó thuộc lòng thôi. Và sau đó kết hợp với ngôn ngữ cơ thể của ông T. Harbaker. Thì hai câu sẽ làm này. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Kết hợp cả tay cả chân để nó neo cái điều này vào trong vỏ não. Chỉ cần khi chúng ta vươn vai này biết là mọi người đang muốn mua hàng từ tôi. Thì khi đi bán hàng mình làm gì ạ? Mình không thể đọc ra được là mọi người muốn mua hàng từ tôi. Cho nên mình chỉ cần là thế là xong, là mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Còn ông Thì hai cơ, ông Blaise, ông Tony Robbins thì ông mạnh mẽ hơn. Ngôn ngữ cơ thể ông đẹp hơn, gọi là incantation. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Mọi người muốn mua hàng từ tôi. Thế là đến lúc mà tôi vào tôi chỉ cần nữa nào. Thế là tôi vào tôi bán hàng được không? Mọi người bán hàng được. Thế là tôi xong việc. Thế như vậy thì tôi biết cái điều đó. Và tôi dạy cho não của mình tuân thủ một điều rằng là tất cả mọi người đều muốn mua hàng từ tôi. Bao nhiêu trong số các anh chị trong hội trường này muốn mua hàng từ Phạm Thành Long, tôi lên nói tôi. Mỗi lần tôi làm như vậy tôi được củng cố hơn. Ai thực sự muốn mua hàng từ tôi lên nói tôi. Ai muốn mua hàng từ Phạm Thành Long tôi tay lên nói tôi. Vâng, cảm ơn các anh chị. Như vậy, đó là sự luyện tập gọi là phương pháp incantation. Luyện tập để cho cái thông điệp mới được đi vào trong não của ta. Có rất nhiều cách để luyện tập khác nhau. Nhưng incantation là cách dễ làm. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ về nhà luyện tập phương pháp này cho tay lên nói tôi.
Và lúc đấy người nhà chúng ta sẽ bảo thằng này bị làm sao, bị điên rồi, ghi xuống thần chú quan trọng. Đúng rồi, điên nhưng mà có tiền. Điên cũng được nhưng mà có tiền.